phim Hoa Hồng Giấy, sản xuất bởi Viettel Media. Đêm ngày 25 tháng 10 năm 2022, Nguyễn Thúc Thủy Tiên chính thức trao lại chiếc vương miện danh giá của Miss Grand International cho người kế nhiệm mình. Nhìn lại 10 tháng đăng quang, có thể thấy Thủy Tiên đã có một nhiệm kỳ vô cùng thành công trên cương vị là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Đại diện Việt Nam cũng lập nên vô số thành tích hiếm có tại cuộc thi này. Sau khi Thủy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021, chính ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand đã tiết lộ rằng cô là nàng hậu duy nhất từ trước đến nay được phép mang vương miện thật về quê nhà. Thủy Tiên cũng là Miss Grand duy nhất được sử dụng vương miện thật suốt nhiệm kỳ sau khi đăng quang thay vì dùng vương miện phiên bản. Trong số những nàng hậu đã từng đăng quang Miss Grand International, Thủy Tiên cũng đang là người đẹp có lượng follow nhiều nhất. Đặc biệt, Thủy Tiên cũng lọt vào top những hoa hậu có lượng follow khủng trên mạng xã hội trong top 5 cuộc thi nhan sắc lớn. Chưa dừng lại ở đó, Thủy Tiên còn là Miss Grand International sở hữu ảnh đại diện trên page cuộc thi này có lượng tương tác khủng nhất. Chưa dừng lại ở những điều đó, ông Nawaz, chủ tịch Miss Grand International, còn nhiều lần hé lộ về giá trị thương mại khủng Thủy Tiên mang lại cho cuộc thi nhan sắc này sau khi đăng quang. Theo ông Nawaz, Thủy Tiên là người đẹp mang lại giá trị thương mại cao nhất lịch sử Miss Grand International. Những hợp đồng mà Thủy Tiên nhận không được tính bằng triệu mà lên đến hàng chục triệu bạt. Sau khi Thủy Tiên đăng quang, hợp đồng mà tổ chức Miss Grand International nhận về gần như là hàng ngày, ông Nawaz nhận xét đó là một hiện tượng cực kỳ lạ. Với loạt thành tích vô tiền khoáng hậu trên, có thể thấy, trong suốt 10 tháng nhiệm kỳ của mình, Thủy Tiên đã đạt được rất nhiều thành công trên mọi lĩnh vực.